Vòng tay cứu người. Con xin cô. Ừ, ngoan quá. Thỉnh thoảng lại ăn cho cô nhé. Mẹ, hôm nay con được 10 điểm môn toán đây mẹ. Con cũng được cô giáo khen viết chữ đẹp nữa. Hai con đều giỏi cả. Cô ơi, cho cháu một chiếc bánh chiên nhé. Ừ, có ngay cháu ạ. Chỗ này đẹp quá, anh chụp cho em một tấm ở đây đi. Ừ, em tạo dáng đi. Bánh của anh chị đây ạ, cảm ơn em nhé. Em thấy mọi người hay chụp ở phía này này. Chỗ này sáng và có cảnh phía sau đẹp nữa. Em nhỏ ngoan và nhanh nhẹn quá. Em bán ở đây lâu chưa? Dạ, cứ chiều về, em lại ra đây giúp mẹ. Anh chị ra chơi thường xuyên, ăn bánh cho mẹ em đắt hàng nhé. Ừ, chắc chắn rồi. Thằng bé dễ thương quá anh ha. Lâu lắm rồi mẹ con mình mới đi dạo thế này mẹ nhỉ? Ừ, hôm nay mẹ thấy dễ chịu lắm con à. Mẹ, con xin lỗi vì công việc bận quá, chẳng về thăm mẹ thường xuyên được. Mẹ hiểu mà, mẹ vẫn còn sức khỏe nên con không phải lo đâu. Tự nhiên mẹ thấy thèm bánh chiên quá, để con mua cho mẹ nhé. Cho tôi một chiếc bánh chiên nhé. Anh mua cho bác Tú phải không ạ? Bác ấy vẫn hay ăn nhân giá với miếng anh ạ. À. Ồ, vậy cho tôi một cái như thế đi. Vâng, có ngay ạ. À. Bác ơi! Bác đưa thừa tiền rồi ạ. À. Không cần trả lại đâu cháu. Dạ, mẹ cháu bảo đưa trả lại bác ạ. À. Mẹ con nó không lấy tiền thừa của ai đâu. Mấy lần mẹ cũng tính cho thêm mẹ con nó ít đồng lẻ. Nhưng cô ấy nhất quyết không lấy. Vậy hả mẹ? Tuy nghèo, nhưng cô ấy dạy được hai đứa con rất ngoan. Lúc nào ra đây mà không thấy tụi nhỏ, mẹ lại thấy thiếu thiếu ấy con à. Mẹ ơi, cho bọn con ra hồ băng chơi một lát được không? Ờ, hồ băng nguy hiểm lắm con à. Không sao đâu mẹ. Mẹ nhìn kìa, có nhiều người cũng ra đó lắm. Bọn con chỉ ra một lát thôi. Thôi được, để mẹ treo biển tạm thời nghỉ, rồi ra cùng các con cho yên tâm. Hang hô mẹ. Bóng của em. Cứ để yên đấy, để anh nhặt cho. Em đi với. Khoan đã các con ơi, đừng chạy thế nguy hiểm lắm. Lùi lại. À, có người rơi xuống hố băng. Sao? Ai bị rơi xuống? Ba mẹ con bán bánh rơi xuống hố băng rồi. Chết rồi, làm sao cứu họ bây giờ? Gọi cứu hộ đi. Trời âm mười mấy độ mà đợi cứu hộ thì không kịp mất. Mặt băng ở đó đã nứt rồi, rất nguy hiểm. Mà bây giờ biết kiếm đâu ra sợi dây dài đến đó để cứu họ. Tôi có ý này. Chúng ta sẽ nắm tay nhau để tạo thành sợi dây kéo đến chỗ gần hố băng để cứu người. Những người còn trên bờ sẽ giữ chặt chúng ta. Ai xung phong cùng tôi làm việc này? Chúng tôi xung phong. Cả chúng tôi nữa. Mọi người cẩn thận. Mặt băng có thể nứt bất cứ lúc nào. Mẹ ơi, con sợ quá. Liệu chúng ta có chết không? Con đừng nói linh tinh. Mọi người đang tìm cách cứu chúng ta kìa. Cố lên con. Bám vào gậy. Tôi sẽ kéo cô lên. Các con ôm chặt lấy mẹ nhé. Mọi người cùng kéo lên nhé. Cố lên. 2, 3. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Không có gì đâu cô. Cháu đã hứa với cậu bé sẽ trở lại ăn bánh của cô rồi mà. Mọi người mà xảy ra chuyện gì thì chúng cháu biết ăn bánh của ai. Lòng tốt có thể làm nên những điều kỳ diệu, như mặt trời tỏa sáng trong những ngày lạnh giá. Quạt xanh, quạt đỏ. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một lão quý tộc vô cùng giàu có.
sống trong một ngôi nhà rộng rãi, của nã chất đầy. Ruộng đất của lão nhiều không đếm xuể, còn trâu bò cũng phải đến cả trăm con. Giàu có là vậy, nhưng lão đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà rất tệ bạc. Lão thường xuyên bắt họ làm việc nặng nhọc, vất vả sớm khuya. Làm việc khổ sở là vậy, nhưng bữa cơm của họ rất đạm bạc, ăn không đủ no. Lão làm nhanh cái tay lên, trong ngày hôm nay là lão phải chất đầy cái kho củi đấy, biết chưa? Nhưng thưa ông, bên ngoài trời đã tối, lại đang mưa to, có thể chờ đến mai làm nốt được không ạ? À? Lão còn dám cự cãi à? Ta không cần biết mưa gió ra sao, nói trong ngày hôm nay, lão phải làm xong cho ta. Nếu không, thì ta sẽ cắt cơm, bỏ đói cả nhà lão. Cơm gạo nhà ta có phải cát sỏi đâu mà cho không gia đình lão được chứ? Dạ vâng, tôi sẽ làm ngay ạ. Vậy là không còn cách nào khác, ông lão đành xách chiếc rìu vào rừng để kiếm củi. Đường rừng đã tối, trời lại mưa to, ông lão khốn khổ than thở cho thân phận hẩm hiu của mình. Ôi trời ơi, khốn khổ cái thân tôi, sau lưng của tôi lại đau đến thế này chứ. Này ông lão, xin ông đừng chặt cây nữa được không? Hả? Nhà ngươi là người hay quỷ vậy? Ta là quỷ, nhưng ta sẽ không làm hại gì ông đâu. Chỉ xin ông đừng động đến cái cây này. Không được, nếu ta không chặt đủ số củi chất đầy kho, ta sẽ bị ông chủ phạt mất. Không chỉ ta, mà cả gia đình ta, vợ con ta đều sẽ chết đói, chẳng còn gì mà ăn. Mà vợ con ta giờ đang đói khổ lắm rồi. Sau khi từ chối con quỷ, ông lão lại tiếp tục vung rìu lên đống cây. Cái cây này là nhà của ta, xin ông đừng chặt nó. Ta đã nói với ngươi rồi, ta cũng chẳng muốn chặt cái cây làm gì. Nhưng nếu không chặt, ta và cả nhà ta sẽ chết đói mất. Người có làm gì giúp được chúng ta không? Thôi được rồi, nếu ông không chặt cây, đổi lại ta sẽ tặng ông hai chiếc quạt thần, có được không? Quạt thần ư? Đúng vậy, ta có hai chiếc quạt mang phép thần kỳ. Phép thần kỳ ư? Phải rồi, nếu nó có phép thần kỳ thì nó có thể làm được rất nhiều điều tuyệt vời. Màu nhiệm giống như bao câu chuyện ta vẫn hay nghe, có thể nó sẽ khiến thay đổi toàn bộ cuộc đời của ta ấy chứ. Vậy hãy mau mau đem chiếc quạt thần ra đi và cho ta xem phép màu nhiệm của nó xem nào. Thế rồi, một điều kỳ lạ xảy ra mà ông lão chưa từng thấy bao giờ. Ông lão tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây, chiếc quạt này là của ông. Và ông nhớ nha, quạt đỏ sẽ khiến mũi dài ra, còn quạt xanh sẽ giúp mũi thu ngắn trở lại. Hay quá, chúng có thể làm mũi dài ra và ngắn lại ư? Quả thật là điều kỳ diệu. Đúng vậy, hai chiếc quạt này ta tặng cho ông, hãy dùng nó vào việc có ích nha. Đừng, ông đừng dùng bừa bãi thế này, nó sẽ làm mũi của tôi dài ra đấy. Lão quên mất, lão chỉ định thử cái quạt một chút thôi. Thà xưa nay thật thà, không nói dối ai nửa lời. Ông cứ tin vào phép thuật của nó đi. Được rồi, ta tin ngươi. Hai chiếc quạt này đúng là thần diệu, nhưng nó không thể biến ra cơm gạo, là thứ cần nhất cho nhà ta bây giờ. Quạt thần thì có ích lợi gì cơ chứ? Không, ta vẫn phải tiếp tục chặt cây thôi. Ông lão ơi, ông có thể đổi hai chiếc quạt đó để lấy rất nhiều tiền. Chỉ xin ông đừng chặt mất nhà của ta, ta đã sống ở đây rất lâu rồi. Hả? Đổi được rất nhiều tiền ư? Đúng vậy, trên đời làm gì có ai có cái quạt màu nhiệm vậy chứ. Hãy đem nó đổi với những người giàu có đi, ông sẽ nhận được rất nhiều tiền. Thôi được rồi, ta sẽ không chặt cây nữa. Cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều. Nè, sao lão đi bao lâu mà giờ về tay không thấy hả? Củi của ta đâu?
thật là một lão già lười biếng vô dụng mà. Thưa ông, khi tôi đang chặt cây thì có một con quỷ hiện ra, van xin tôi đừng chặt và biếu tôi hai chiếc quạt thần này. Quạt đỏ có thể làm cho mũi dài ra, còn quạt xanh giúp mũi trở lại như cũ. Chà chà, nếu quả thật đúng như lời ông ta nói, thì ta có thể kiếm bộn tiền từ hai chiếc quạt này rồi. Ông đừng có bịa chuyện để gạt ta. Ông định lấy cái cớ để trốn việc phải không? Nếu ông không tin, thì tôi sẽ làm thử cho ông xem. Dừng lại ngay, ông kia, cái mũi của ta, lão già chết tiệt kia, có dừng lại ngay không thì bảo. Được rồi, mũi của ông sẽ ngắn lại ngay thôi. Giờ ông đã tin lời tôi nói rồi chứ ạ? Đúng là hai cái quạt thần kỳ, ta muốn là chủ nhân của chúng. Nào, lão hãy nói đi, muốn bao nhiêu tiền thì ông đổi cho ta hai chiếc quạt này. Tôi không tham số tiền không phải của mình, tôi chỉ muốn có một mảnh đất để cả gia đình có thể trồng trọt, kiếm sống qua ngày thôi. Được, ta đồng ý. Nhất lão đấy nha, được hẳn mảnh đất, quá hời còn gì, là ta thưởng cho lão đấy. Có hai chiếc quạt thần trong tay, ta sẽ không chỉ có tiền bạc mà còn có cả chức tước nữa. Lão bèn mời một viên quan đại thần trong triều tới nhà, bày mưu tính kế, những mong có được một chức quan trong triều. Hôm nay ông mời ta đến đây có việc gì thế? Thưa quan lớn, chả là con có chuyện này muốn bàn với quan lớn. Được, kế hay. Việc chuẩn bị tiếp đón các nước lân bang, Khanh đã chuẩn bị chu đáo hết chưa? Dạ thưa bệ hạ, mọi việc thần đã lo liệu xong xuôi rồi ạ. Tốt lắm. Chà, hôm nay trời oi bức quá. Trong lúc nhà vua không để ý, tên quan đại thần nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt về phía nhà vua. Chiếc mũi của nhà vua cứ thế dài ra dần. Trời ơi, chiếc mũi của ta làm sao thế này? Trời ơi, sao tự dưng mũi của bệ hạ lại dài ra thế này? Không biết có phải điềm báo gì không? Trong cung xảy ra sự lạ lùng quá. Mau truyền thái y đi. Chiếc mũi tự nhiên dài ra khiến nhà vua vô cùng suy sụp, không dám ra ngoài. Nhà vua nằm lì trong phòng, xấu hổ và đau khổ trước sự việc kỳ quái xảy ra đến với mình. Căn bệnh này mới lạ lùng làm sao, thần quả thật bó tay, không biết làm sao có thể chữa được cho người. Đường đường là thái y mà không chữa được bệnh, thử hỏi mấy ngày tới ta còn mặt mũi nào gặp mặt sứ giả các nước lân bang nữa. Mang ra xử trảm cho ta. Xin bệ hạ tha mạng. Thưa bệ hạ, xin bệ hạ hãy nguôi giận, thần tin là sẽ có thầy cao tay có thể chữa được bệnh cho người. Xin người hãy trao thưởng thật lớn, ban cho chức tước vàng bạc, cho lính đi rao trong dân chúng đi. Khanh hãy làm ngay đi, bằng mọi giá phải chữa cho mũi ta phải ngắn lại như trước. Vậy là các thầy lang từ khắp nơi đổ về cung vua, nhưng ai cũng đành bó tay trước căn bệnh lạ lùng. Chiếc mũi cứ dài cả gang tay, khiến nhà vua vô cùng lo lắng và khổ sở. Thưa bệ hạ, thần đã tìm được một vị thần y có thể chữa được bách bệnh. Bệnh của người có hy vọng chữa khỏi rồi. Thật vậy sao? Khanh hãy mau bảo thần y đó chữa bệnh cho trẫm đi. Lão quý tộc giở chiếc quạt xanh trên tay, giả vờ nhảy nhót, múa qua múa lại làm phép trước mặt của nhà vua. Tức thì chiếc mũi nhỏ dần lại, khiến nhà vua vô cùng sung sướng. Mũi của ta trở lại bình thường rồi. Quả đúng là thần y cao tay.
Nhà vua rất hài lòng với cách chữa bệnh của lão quý tộc. Người thưởng cho lão rất nhiều bạc cùng chức quan lớn trong triều. Còn Khanh đã có công tìm được thần y về chữa bệnh cho trẫm, trẫm sẽ thăng chức quan cho Khanh. Tạ ơn bệ hạ. Nhà vua không hề biết rằng ẩn đằng sau mọi chuyện là một âm mưu vô cùng nham hiểm. Dạ, còn đây là phần của hạ thần, mong ngài nhận cho. Có thế chứ, nhờ có ta thì ngươi mới có được như ngày hôm nay. Giờ đây, lão quý tộc đã trở thành người giàu có nhất vùng. Thêm vào đó, chức quan trong triều cũng mang lại cho lão vô số bổng lộc. Tất cả mọi thứ trên mặt đất này, đất đai, tiền bạc, địa vị, ta đều đã có trong tay. Duy chỉ có trời là ta chưa lên được. Nghe nói trên trời có nhiều sơn hào hải vị. Thôi thì không lên được cũng ngửi một chút hương vị xem thế nào. Không biết nếu ta dùng chiếc quạt đỏ quạt liên tục thì chiếc mũi có thể vươn dài đến tận trời cao không ta? Ta phải thử quạt xem sao. Nghĩ vậy, lão liền cầm chiếc quạt đỏ quạt liên hồi. Chiếc mũi của lão cứ thế vươn dài ra, đâm thẳng lên trời cao. Cái gì mà đâm thủng cả trời thế này? Các người hãy trói ngay cái vật dị hợm này vào cột cho ta. Ôi da, cái mũi của ta đau không tả nổi, cứ như có ai bóp chặt nó vậy. Lão vội lấy chiếc quạt xanh quạt liên tục để chiếc mũi thu nhỏ như lúc đầu. Có điều lão không ngờ tới là chiếc mũi đã bị cột lại nơi thiên đình, nên khi nó co lại, lão quý tộc bất đắc dĩ bị kéo lên trời. Cứu tôi với! Chả mấy chốc, lão đã lên tới thiên đình trước con mắt ngạc nhiên của Ngọc Hoàng và các thiên binh. Hạ nhân tội đáng muôn chết, xin Ngọc Hoàng nể tình tha tội cho. Người ở dưới hạ giới, bày trò lừa người ra sao, ta đều biết cả. Nay còn dám đâm thủng trời, quấy phá thiên cung. Người sẽ phải mang theo chiếc mũi dài cả đời vì những tội lỗi mà người đã gây ra. Để trừng trị tội lỗi mà lão quý tộc đã gây ra, Ngọc Hoàng đã làm phép biến lão thành con thú ăn kiến mũi dài, suốt ngày lủi thủi kiếm ăn nơi gốc rừng. Vậy là lão đã phải trả giá cho lòng tham vô đáy của mình. Hai bụi mận gai. Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một chàng hiệp sĩ tên là Tristan, tính tình dũng cảm, được nhà vua rất yêu mến. Sứ quân của ta và Iceland đã chiến tranh liên miên bao lâu nay, tốn không ít binh đao sức lực. Chi bằng chúng ta cầu thân đổi lấy hòa bình. Nay ta cần một người thân cận đến đó cầu hôn công chúa về cho ta. Dạ, bẩm đức vua, xin hãy để cho thần được thực hiện nhiệm vụ này. Thật ra ta đã có sự lựa chọn cho mình. Chitan vốn là người chu toàn. Ngay ngày mai ngươi lập tức xuất hành đến Iceland, đem theo sính lễ và phải đón công chúa Aisu về đây. Thần xin tuân lệnh. Chitan, ngươi đừng quên nói với hoàng hậu Iceland đưa chai rượu bùa yêu để ta và Aisu uống trong lễ cưới. Sợ rằng nàng bị ép buộc sẽ không thể yêu ta. Sứ Iceland. Cụ ơi, sao tôi không thấy bóng dáng một ai hết? Không ai dám ra đường vào thời gian này cả. Có một con rồng khát máu xuất hiện ở xứ này. Nhà vua hứa rằng sẽ gả công chúa Aisu cho bất cứ ai giết được nó. Rất nhiều hiệp sĩ ở đây đã chiến đấu với nó đều chết hết rồi. Nếu để Aisu lấy người khác, sẽ không còn cơ hội đưa nàng về với đức vua nữa. Cụ ơi, con rồng ấy ở đâu? Để tôi quyết chiến với nó. Nồng độc này đang ngấm vào người mình. Mình sẽ chết mất. Nàng là ai? Ta là Isiu,
công chúa xứ Ireland, vua cha và mẫu hậu đã sai ta mang thuốc thần đến để chữa lành vết thương cho người giết rồng. Không ngờ công chúa xứ Ireland lại xinh đẹp như này, thật khiến ta rung động. Không được, nàng là hoàng hậu tương lai của xứ Cornwall, nơi ta đã thề phải tận trung đến chết. Ồ, người nói sao? Ngươi là Tristan, hiệp sĩ xứ Cornwall, muốn ngỏ lời cầu hôn con gái Isu của ta cho vua Mark ư? Nhưng chúng ta đã hứa gả Isu cho người nào tiêu diệt được con rồng hung ác. Vì lại hứa với đức vua của mình, thần nhất định phải mang Isu về trở thành hoàng hậu. Isu, ta biết người con thích là Tristan, nhưng việc con trở thành hoàng hậu của xứ Cornwall là có lợi cho hòa bình. Nếu con không lấy vua Mark, có lẽ sẽ đẩy vương quốc ta và cả Tristan vào cảnh nguy hiểm. Bajenda, ta giao người hộ tống Isu. Đây là 2 chai rượu bùa phòng khi khẩn cấp, 1 chai bùa chết chống lại kẻ thù và 1 chai bùa yêu dành riêng cho công chúa và vua Mark uống trong ngày cưới. Bajenda, hãy đưa cho ta chai rượu bùa độc của mẫu hậu ta, mau lên. Ta không thể đưa công chúa chai độc dược. Tristan, nếu chàng không thả em ra, em sẽ uống chai độc dược này để không phải kết hôn với đức vua của chàng nữa. Đừng, Isu. Là ta đẩy nàng đến bước đường cùng. Ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại không dám thừa nhận. Ta sẽ chết để đền tội với nàng. Trời ơi, đó là chai rượu bùa yêu, cả hai người đều uống nó rồi ư? Chuyện này là sao? Em phải bảo vệ mạng sống của công chúa đến cùng nên đã dùng chai bùa yêu. Nhưng mà em không thể ngờ Tristan cũng sẵn sàng uống cùng công chúa. Chàng đã thừa nhận tình yêu của chàng dành cho em. Chẳng cần chai rượu bùa này, chúng ta cũng đã yêu nhau rồi. Isu, tất cả là lỗi của ta. Bẩm đức vua, hòa hiếu với Ireland đã được gìn giữ. Xin người cho phép thần được chuyển đến canh giữ cửa biển phía Tây. Được, giao cho người canh giữ vị trí trọng yếu như vậy, ta cũng yên tâm. Tình Tristan đáng ghét, lúc nào cũng giành được sự ưu ái của đức vua. Nhất định ta phải tìm bằng được điểm yếu của Tristan để hạ gục hắn. Tristan! Đừng lại gần ta, Isu. Giờ nàng đã là hoàng hậu, ta chỉ muốn gặp nàng để nói lời tạm biệt thôi. Hoàng hậu đang ở bìa rừng ngay cạnh cung điện, thưa đức vua. Thần nghĩ người sẽ muốn đích thần tới đó đón hoàng hậu về. Isu, từ giờ ta sẽ đi thật xa khỏi cung điện để quên hết những chuyện đã qua. Tristan, ngươi là kẻ phản bội, ngươi dám có tư tình với hoàng hậu sao? Xin người đừng trút giận lên Tristan. Em có tình cảm với chàng trước khi trở thành hoàng hậu của người. Chàng đã đưa em về như đúng lời hứa với người, và không có bất cứ cư xử nào quá giới hạn với em. Nàng còn ở đó cầu xin cho hắn ư? Bay đâu, áp giải hoàng hậu về lãnh cung và Tristan về giam trong ngục chờ xét xử. Tristan, đức vua đẩy ngươi ra cửa biển phía Tây, vĩnh viễn không được trở lại hoàng cung nữa. Ngươi phải gả cho quận chúa Isu, con gái của bá tước Brusso. Nhưng tại sao lại bắt ta phải cưới người cùng tên với hoàng hậu chứ? Đức vua muốn ngươi cả đời sống cạnh một người tên Isu để không được phép quên tội lỗi của mình. Còn hoàng hậu, cô ta sẽ bị giam cầm đến chết. Isu đang phải ngồi trong ngục tối, chẳng biết sống chết thế nào. Còn ta bị ép kết hôn với một người mà ta không yêu. Tristan! Ngài có sao không? Quận chúa Isu, phu nhân của ngài đã tới rồi.
có lẽ vết thương cũ tái phát thôi. Ta đã từng chết đi sống lại nhờ Ai Su dưới gốc cây mận gai năm ấy. Tới giờ rồi, khởi hành ra cửa biển. Ta là vợ của chàng mà chàng còn không thèm nhìn mặt ta lấy một cái. Hẳn là chàng còn đang dương vấn hoàng hậu Ai Su. Công chúa, em phải làm gì để cứu người ra khỏi đây? Quận chúa Ai Su, bệnh của quận công Tristan là tâm bệnh kết hợp với vết thương cũ tái phát, thuốc thang không thể giải quyết được. Ai Su, Ai Su. Chàng gọi tên Ai Su sao? Là gọi ta hay là gọi cô ta? Hoàng hậu Ai Su vẫn còn sống chứ? Nàng ấy không bị xử tử chứ? Tristan, đến giờ chàng vẫn nghĩ tới cô ta ư? Quận công Tristan, người có sao không? Bờ sĩ Ai Su, hoàng hậu Ai Su, cho ta gặp nàng. Người hãy tìm người hầu Bagenda để cô ta giúp đỡ. Xin ngài cứ dặn dò, tôi sẽ tìm mọi cách. Thời gian ta chẳng còn nhiều, hãy chuẩn bị sẵn hai cánh buồm, một cánh buồm đen và một cánh buồm trắng. Nếu Ai Su còn sống và đồng ý tới, hãy căng buồm màu trắng, còn nếu không thì màu đen. Hoàng hậu Ai Su, cô ta sẽ tới đây sao? Vậy còn ta là gì của chàng? Thương người chủ nhân nặng tình, Percy trở về kinh thành để gặp hoàng hậu Ai Su. Vì sợ bị xử tội nên con không thể nói ra. Do hoàng hậu muốn uống rượu độc, con phải thay thế bằng chai bùa yêu của hoàng hậu Aileen. Tristan và Ai Su đã vô tình uống một ngụm. Vừa chai rượu bùa yêu ư? Con thề bằng tính mạng của mình, Tristan nguyện một lòng trung thành với người. Bây giờ ngài ấy rất nguy kịch, chỉ cần gặp được hoàng hậu Ai Su thì ngài ấy sẽ có hy vọng sống sót. Nghĩ lại thì Tristan bậc công thần lập nên hòa bình với Iceland, không tốn binh đao, không đầu rơi máu chảy. Lần ấy Tristan cũng giơ thanh kiếm giữa hai người, chứng tỏ hắn ta rất biết chừng mực. Thôi được, nể tình những chiến công của Tristan, ta sẽ ban ơn cho hoàng hậu đi cứu mạng hắn, kẻo người đời lại nói ta là một tên báo chúa. Người đâu? Thuyền về đến cửa biển chưa? Cánh buồm có màu gì? Màu đen, chẳng khác nào màn đêm. Ai Su của ta. Theo nguyện vọng của Ai Su, mộ của nàng và Tristan được chôn cạnh nhau. Trên hai nấm mộ mọc lên hai bụi mận gai quanh quẩn bên nhau không rời. Nhiều lần nhà vua muốn cắt cây mận gai đi, nhưng hễ vừa cắt đi thì mấy ngày sau cây đã mọc lại như cũ. Kinh ngạc trước điều kỳ diệu, nhà vua cấm không ai được cắt nó. Từ đó, chuyện tình yêu giữa Tristan và Ai Su được lưu truyền mãi về sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!